Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình Vì chủ quyền an ninh biển đảo. Thưa các đồng chí và quý vị, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về luật cảnh sát biển Việt Nam, vừa qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Bà Rịa tổ chức tuyên truyền biển đảo, luật cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 300 cán bộ chủ chốt các ấp, thôn, các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa. Trong buổi tuyên truyền, Đại tá Đinh Văn Điền, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã thông tin đến các đại biểu về vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cách xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, theo Công ước Luật Biển năm 1982, tình hình an ninh, an toàn biển đảo của nước ta hiện nay, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên truyền về biển đảo, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại các phường xã trên địa bàn thành phố nhằm góp phần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam. Qua đó tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa chính quyền địa phương với lực lượng cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị, vừa qua trên khu vực biển cách Nam Côn Đảo khoảng 65 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện và kiểm tra tàu TG90959TS có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Võ Văn Hoàng, sinh năm 1966, thường trú tại ấp 1 Gia Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, nhưng không xuất trình được hóa đơn và chứng từ chứng minh tính hợp pháp của nguồn gốc số dầu trên tàu. Các thuyền viên trên tàu không có giấy tờ tùy thân, không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn, tàu không có giấy tờ theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm, dẫn giải tàu về cảng Hải đội 33 tại Côn Đảo để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và quý vị, làm nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng biển từ Cù Lao Xanh đến bờ Bắc, cửa Định An, Trà Vinh, khu vực có hoạt động hàng hải sôi động. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận thương mại. Để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, những năm qua, Đảng bộ Cảnh sát biển 3 đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo vùng, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tạo dấu ấn nổi bật trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng. Trước tình hình diễn biến trên biển phức tạp, trong đó đặc biệt là các hoạt động vi phạm chủ quyền trên biển cũng như các loại hình tội phạm vi phạm trên biển, đã đặt ra cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng, nhiều thử thách trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã làm tốt công tác tham mưu kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chủ trương đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống trên biển, đồng thời triển khai lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, không để bị động bất ngờ. Trong 5 năm qua, lực lượng đã sử dụng gần 2.000 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các khu vực biển đảo, phát hiện, tuyên truyền, yêu cầu hơn 6.000 lượt tàu cá nước ngoài và 20 lượt tàu thuyền khác vi phạm rời khỏi vùng biển Việt Nam, ghi số hiệu 3.700 tàu và lập biên bản phóng thích 300 lượt tàu vi phạm. Thường vụ Đảng ủy Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chuyên sâu nghiệp vụ hơn, tác động chi phối đến công tác lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của trên, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo nghị quyết đại hội của cấp mình. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Qua thực tiễn đã khẳng định trình độ, năng lực thực thi pháp luật của đơn vị ngày càng nâng cao, tính chuyên nghiệp, chuyên sâu, đúng quy trình pháp luật. Kết hợp đấu tranh chống tội phạm vi phạm với quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, bảo đảm an toàn, nhất là an toàn về con người. Trong nhiệm kỳ qua, thì Đảng ủy vùng Cảnh sát biển 3 không để xảy ra vi phạm quyền lực liên quan đến bảo kê, tiếp tay cho tội phạm vi phạm pháp luật. Coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng các cấp gắn với phát huy vai trò cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết, nguyên tắc, quy chế, quy định trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã làm tốt công tác lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 về xây dựng đảng, trong đó đặc biệt là thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng cũng chủ động triển khai cho 100% cán bộ chiến sĩ thực hiện chỉ thị 202 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam qua phong trào thi đua 4 tốt, 4 không, 4 chống. Tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, Bộ Tư lệnh Vùng còn chỉ đạo cơ quan chính trị ký kết phối hợp với 99 đầu mối, cơ quan báo chí cả nước, phản ánh kịp thời các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, kết quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đến với các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào ta sinh sống tại nước ngoài. Chúng tôi sử dụng các cái biện pháp trong cái công tác quản lý cán bộ, nhất là khi mà quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác ở trên biển thì nó cái tính chất là nó rất là phức tạp. Và ở ngoài đó thì cái độ giám sát là nó không có nhiều, thì chúng tôi đều quán triệt anh em. Để làm sao mà một là giám sát nhau, nhắc nhở nhau, để mà tất cả đều đồng lòng thực hiện cái nhiệm vụ, quán triệt tốt các cái nghị quyết, chỉ thị của cấp trên liên quan đến cái giáo dục cán bộ chiến sĩ trong cái rèn luyện đạo đức lối sống, rồi tất cả các cái phẩm chất năng lực qua đó để giáo dục cán bộ chiến sĩ, cũng như là cán bộ chiến sĩ qua đó để mà tự soi, tự xét, tự sửa. Song song với việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cùng huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai có hiệu quả mô hình công tác dân vận, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân và Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng đã ký kết với 10 ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh, thành, ven biển về triển khai thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Qua chương trình đã huy động được nhiều tổ chức, chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm tham gia cùng đồng hành với ngư dân, trị giá quà tặng bằng tiền và hiện vật lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ kết quả đạt được của mô hình đã thu hút sự quan tâm của xã hội, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chính quyền các địa phương, lan tỏa được niềm tin, tình cảm tốt đẹp mà cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đối với bà con ngư dân, góp phần xây dựng vững chắc thế trận lòng dân và thế trận an ninh dân dân trên biển. Những cái phần quà mà đoàn cảnh sát biển đã đồng hành trong những năm gần đây đối với nhà trường thì phải nói rằng là thứ nhất là mang về cho các em một cái sảng khoái về vật chất, các em có đủ cái vật chất để mà tiếp bước đến trường. Thứ hai là tinh thần là đoàn đã rất là quan tâm đến học sinh ở huyện đảo để phần nào đó các em tự tin hơn là có đảng, nhà nước và các anh ở trong đoàn quan tâm thì các em tham gia học tập tốt hơn. Thì nói chung phát động phong trào thu gom rác này thì thấy nó vừa có ý nghĩa về một chiến sĩ cảnh sát biển từ xa đến đây mà vẫn chung tay góp sức để xây dựng biển đảo cho Phú Quý thì dân Phú Quý cũng có đôi chút cũng cảm ơn về tấm lòng người xa xứ tới nơi này mà để chung tay góp sức. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác nâng cao khả năng sử dụng phương tiện kỹ thuật cũng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm chú trọng. Theo đó, các đơn vị trong toàn lực lượng đã tích cực phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, hoàn thành các chỉ tiêu công tác kỹ thuật như Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới,
cuộc vận động 50, quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Hai khâu đột phá, xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đặc biệt, để tăng cường khả năng làm chủ trang bị kỹ thuật, phát huy hết công năng của các phương tiện, vũ khí thiết bị, tiến tới làm chủ các loại công nghệ ngày càng hiện đại được trang bị cho các tàu. Ngoài các lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Vùng còn triển khai chương trình Ngày Kỹ thuật Thanh niên tự quản vào ngày thứ Năm, tuần thứ Ba hàng tháng, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thông qua hoạt động này, ngoài việc kịp thời phát hiện các hư hỏng nhỏ trên tàu, còn kiểm tra đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên thanh niên làm công tác chuyên môn kỹ thuật. Đây còn là dịp để tăng thêm tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ với tàu, quê nhà thứ hai của mọi người. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã chủ động phối hợp, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng, Bộ Quốc phòng trong việc biên soạn, xây dựng Luật Cảnh sát Biển Việt Nam 2019, tạo hành lang pháp lý cao nhất cho lực lượng tổ chức hoạt động trên biển. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc vùng cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trên biển. Trong 5 năm 2015-2020, các cơ quan trong vùng đã tổ chức trên 1.650 lượt tàu xuồng tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 4.198 vụ vi phạm trên biển. Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh sát biển, tăng khả năng trong xử lý tình huống khi có yêu cầu phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển của các quốc gia khác, cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 còn làm tốt nhiệm vụ đối ngoại, hợp tác quốc tế cảnh sát biển. Sau 5 năm chấp hành nghiêm đường lối chủ trương đối sách của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức 239 đoàn ra và đón tiếp 153 đoàn nước ngoài đến làm việc đảm bảo an toàn, đúng nguyên tắc đối ngoại quân sự, thiết lập quan hệ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật với các nước trong quân sự và thế giới. Một nhiệm vụ khác cũng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chú trọng, đó là nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 397 Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Nghị quyết của Đảng ủy Vùng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Các đơn vị trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy Vùng cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu huấn luyện cho từng nội dung sao cho phù hợp với điều kiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị trong toàn vùng đã triển khai huấn luyện đầy đủ các nội dung khoa mục như huấn luyện chuyên ngành cảnh sát biển, huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp, bắn đạn thật trên biển. Qua kiểm tra hàng năm, 100% các tàu đạt kết quả, trong đó có trên 40% đạt loại giỏi. Từ những ngày đầu năm thì cơ quan quân huấn vùng đã chủ động chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị xây dựng các hướng dẫn, xây dựng các kế hoạch, nội dung chương trình huấn luyện. Với cái nội dung chương trình huấn luyện là sát với cái yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và các cái nhiệm vụ đột xuất khi cấp trên giao. Cơ quan quân huấn vùng đã chỉ đạo để xây dựng các kế hoạch tập huấn này, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng giáo án, thông qua giáo án, chỉ đạo cho các cơ quan đơn vị chuẩn bị về mô hình học cụ, đặc biệt là nâng cao cái chất lượng của giáo án điện tử. Để đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ yên tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác giáo dục chính trị cũng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng đặc biệt quan tâm. Theo đó, để các bài học chính trị dễ nhớ, dễ hiểu và có tác động đến tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, các giáo viên phụ trách công tác huấn luyện chính trị đã có sự chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo các bài học cho từng đối tượng cụ thể. Chất lượng các bài giảng cũng được nâng cao theo hướng gắn với thực tế. Với sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, sự đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đến mỗi cán bộ chiến sĩ trong vùng, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển đã được vùng thực hiện đạt kết quả cao. Không những vậy, qua nhiều việc làm ý nghĩa của mình, cán bộ chiến sĩ trong vùng còn góp phần tô thắm lên truyền thống vẻ vang, kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật,
cùng với các lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân. Ghi nhận vừa rồi đã khép lại chương trình Vì chủ quyền an ninh biển đảo kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.